Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn tạo tài khoản ngân hàng Vietinbank của bạn ở trên điện thoại nha. Thì khi mà các bạn tạo tài khoản này thì các bạn có thể là sử dụng để mà các bạn chuyển tiền ở trên ứng dụng Vietinbank iPay được nha. Và các bạn có thể là lấy được cái thẻ Vietinbank iPay mà không cần phải ra cái ngân hàng để mà các bạn đăng ký lấy cái thẻ đó nha. Thì để làm điều này thì các bạn sẽ phải tải về cái ứng dụng là Vietinbank iPay của bạn ở trên điện thoại nè. Thì để tải về ứng dụng này thì các bạn có thể vào cửa hàng Apple Store hoặc là cái cửa hàng CF Play á của các bạn ở trên điện thoại á, các bạn tải về cái ứng dụng là Vietinbank iPay. Sau khi mà tải cái ứng dụng Vietinbank iPay ở trên điện thoại về thì bạn nhấn vào trong ứng dụng này. Xong sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào chữ tiếp tục. Xong sau đó thì các bạn nhấn vào chữ là tôi chưa có tài khoản nè, các bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì nó yêu cầu các bạn bật cái phần vị trí thì các bạn nhấn là trong khi dùng ứng dụng nha. Các bạn nhấn vào cái ứng dụng Vietinbank iPay lại một lần nữa. Xong sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái chữ là tài khoản ở đây nè, các bạn nhấn vào chữ tài khoản. Xong sau đó các bạn nhấn vào chữ là chưa có tên đăng nhập và mật khẩu nè. Xong sau đó thì nếu như mà các bạn chưa có cái tài khoản và chưa có thẻ Vietinbank thì các bạn nhấn vào là chưa có thông tin tại Vietinbank nè, các bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì nó yêu cầu các bạn bật GPS thì các bạn nhấn OK nha. Rồi các bạn bật vị trí của bạn ở trên điện thoại lên. Xong sau đó các bạn nhấn quay trở lại. Xong sau đó thì các bạn sẽ nhập vào cái số điện thoại mà các bạn đăng ký cái tài khoản Vietinbank iPay nha. Thì cái số điện thoại này các bạn phải bắt buộc là phải chưa đăng ký tài khoản Vietinbank lần nào thì mới các bạn mới làm được nha. Sau khi mà các bạn nhập số điện thoại xong thì các bạn nhấn vào chữ tiếp tục nha. Rồi xong sau đó thì các bạn chọn cái loại giấy tờ mà các bạn mong muốn để mà các bạn xác thực cái tài khoản của bạn. Ở đây nó có cho các bạn căn cước công dân điện tử nè. Căn cước công dân điện tử là cái loại căn cước công dân mà người ta mới phát hành đây và mới bắt buộc chúng ta phải đi làm lại đây nha. Rồi hoặc là các bạn lựa chọn chứng minh thư nếu như mà bạn nào chưa có căn cước công dân, hoặc là hộ chiếu nha. Ở đây mình lựa chọn là căn cước công dân điện tử nha. Xong sau đó thì các bạn nhấn vào chữ là bắt đầu chụp ở đây nha. Xong sau đó thì các bạn kéo từ xuống dưới và các bạn nhấn vào chữ là tôi đã hiểu nè. Đầu tiên là các bạn sẽ chụp cái mặt trước của căn cước công dân nha. Xong sau đó thì các bạn sẽ chụp cái mặt sau của cái căn cước công dân của bạn. Xong sau đó thì các bạn nhấn nút mũi tên màu xanh. Xong sau đó thì các bạn sẽ đưa cái gương mặt của bạn theo yêu cầu của ứng dụng. Các bạn đưa cái mặt sang trái, nháy mắt, thực hiện nháy mắt, rồi nhìn thẳng, để điện thoại ra xa. Khi mà cái vòng tròn màu xanh nó hiển thị full luôn thì bạn đã hiển thị làm thành công. Xong sau đó thì các bạn nhấn nút mũi tên màu trắng. Rồi xong sau đó thì các bạn có thể thấy ở đây là các cái thông tin ở trên cái căn cước công dân của các bạn nha. Rồi các bạn sẽ đọc lại thêm một lần nữa xem những cái thông tin này đã đúng chưa. Còn cái nào ví dụ như cái phần quan trọng là cái địa chỉ thường trú này thì người ta có thể là gửi cái thẻ ATM về cho các bạn thì các bạn chỉnh sửa lại cho nó đúng với cái thông tin của các bạn nha. Nếu như mà các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút chỉnh sửa ở phía dưới cùng nè. Còn nếu như mà cái thông tin này đã đúng thì các bạn nhấn vào chữ thông tin đã đúng nè, các bạn nhấn vào chữ thông tin đã đúng nè. Rồi sau đó thì nó sẽ có hai cái lựa chọn cho các bạn lựa chọn. Một là các bạn lựa chọn cái thẻ phi vật lý và cái thứ hai là cái thẻ vật lý nha. Thì nếu như mà các bạn lựa chọn cái thẻ phi vật lý thì các bạn sẽ được đăng ký tài khoản Vietinbank iPay miễn phí. Còn nếu như mà các bạn lựa chọn cái thẻ vật lý thì các bạn sẽ phải tốn phí nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể là tạo cái tài khoản Vietinbank iPay miễn phí và có thẻ vật thẻ của nó cũng miễn phí luôn nha. Thì để làm được này các bạn sẽ nhấn chọn vào cái chữ là thẻ phi vật lý nha. Các bạn nhớ kỹ là chọn thẻ phi vật lý nha. Các bạn nhấn tích chọn vào cho nó có màu xanh như thế này. Xong sau đó thì các bạn kéo từ từ xuống phía dưới. Ở đây thì các bạn chỗ cái phần tài khoản số đẹp và may mắn đó, thì các bạn nó ghi là mở miễn phí và không đồng, nhưng thực chất là khi mà chúng ta vào đây xem thì nó sẽ tốn phí nha. Các bạn không tích chọn vào đó mà các bạn chọn vào chỗ là tài khoản thanh toán nè, các bạn nhấn vào đây. Và tiếp theo nữa là cái phần là dịch vụ alias, là cái phần đó là khi mà các bạn đăng ký thì các bạn có thể chuyển khoản bằng cái số điện thoại mà các bạn đã đăng ký ở trên cái thằng Vietinbank iPay luôn nha. Thì vừa là cái số tài khoản mà người ta cung cấp cho bạn mà vừa là cái số điện thoại mà các bạn đăng ký luôn cũng được nha. Chuyển khoản bằng cái nào cũng được.
Rồi sau khi mà đăng ký xong thì các bạn sẽ nhấn vào chữ tiếp tục ở phía dưới cùng này. Các bạn nhấn vào đây. Rồi xong sau đó thì các bạn phải nhập thêm một cái email để mà các bạn đăng ký cái tài khoản Vietinbank iPay này nha. Bắt buộc các bạn phải có một cái tài khoản email để mà đăng ký cái tài khoản Vietinbank iPay nha. Sau khi mà nhập email xong thì các bạn sẽ kéo từ từ xuống phía dưới và các bạn lựa chọn cái chi nhánh để mà các bạn có thể là sau này các bạn nhận cái thẻ ATM hoặc là các bạn giao dịch cho nó dễ nha. Rồi các bạn sẽ nhấn vào đây. Các bạn lựa chọn cái tỉnh, thành phố mà các bạn đang ở. Xong sau đó thì các bạn lựa chọn cái chi nhánh mà gần nhà bạn nhất có thể nha. Xong sau đó thì các bạn kéo từ từ xuống phía dưới và các bạn đọc những cái thông tin này thì thông thường là các bạn sẽ chọn về không hết nha. Rồi xong sau đó thì các bạn nhấn tiếp tục nha. Rồi các bạn có thể thấy ở đây là tất cả những cái mà của mình đều là miễn phí hết nha. Thanh toán là miễn phí hết nha. Rồi các bạn kéo xuống và các bạn đọc thông tin thêm một lần nữa. Nếu như mà xong rồi thì các bạn nhấn tiếp tục nha. Rồi xong sau đó thì các bạn nhấn vào chữ là tôi đồng ý với điều khoản nha. Các bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì các bạn nhấn chữ tiếp tục. Xong sau đó thì Vietinbank nó sẽ gửi cho bạn về cho các bạn một cái tin nhắn là các thông tin đăng ký của bạn như thế này. Và các bạn nhấn vào chữ là đăng nhập ngay nha. Các bạn nhấn vào đăng nhập ngay, kéo xuống dưới và các bạn nhấn đăng nhập ngay. Thì ở đây là cái tên đăng nhập là cái số điện thoại của bạn và cái mật khẩu là ở cái phần tin nhắn vừa nãy nó mới gửi về cho các bạn á. Ở trong cái phần tin nhắn này á, nó sẽ có cái phần là tên đăng nhập của các bạn là cái số điện thoại nè. Rồi tiếp theo là cái mật khẩu để mà các bạn đăng nhập vào trong cái ứng dụng này nè. Bây giờ mình sẽ nhập cái tên đăng nhập và cái mật khẩu mà nó cung cấp cho mình nè. Sau khi mà mình đã nhập cái tên đăng nhập và mật khẩu xong thì mình sẽ nhấn vào đăng nhập nha. Sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập cái mật khẩu hiện tại và các bạn nhập cái mật khẩu mới khi lần đầu tiên mà các bạn đăng nhập vào trong cái Vietinbank iPay này. Bây giờ mình sẽ nhập vào đây. Sau khi nhập mật khẩu hiện tại xong thì các bạn sẽ nhập mật khẩu mới tùy theo các bạn nha. Thì cái mật khẩu mới này các bạn lưu ý là các bạn phải điền những cái thông tin giống như thế này nè. Tối thiểu là 8 ký tự, có chữ viết hoa và có một cái ký tự đặc biệt nè. Nó ví dụ cái ký tự đặc biệt ở đây cho các bạn nè. Đó. Sau khi mà đã nhập mật khẩu xong thì mình sẽ nhấn chữ tiếp tục. Rồi khi đó nó sẽ gửi về cho mình một cái mã OTP ở trên điện thoại. Thì mình sẽ mở cái tin nhắn này lên để mình nhập cái mã OTP vào nha các bạn. Nhập mã OTP xong thì mình sẽ nhấn chữ tiếp tục. Rồi nó ghi là thông báo. Rồi nó thông báo là mình đã đăng ký và sử dụng được cái Vietinbank iPay Mobile ở trên điện thoại nè. Thì khi đó mình có thể là sử dụng cái số tài khoản mà nó đã cung cấp cho mình để mình có thể là nhận tiền từ người khác. Hoặc là mình có thể sử dụng cái tài khoản này khi mà mình có tiền đó mình chuyển tiền cho người khác vẫn được nha. Và khi mà mình ra cái cây ATM á, mình sử dụng cái mã QR để mình rút tiền ở trên cái cây ATM của Vietinbank vẫn được nha. Không cần thẻ ATM cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn cái cách để mà các bạn mở cái thẻ để mà các bạn có thể cầm cái thẻ đó mà các bạn ra cái cây ATM để mà các bạn rút tiền như bình thường nha. Thì để làm được điều này các bạn sẽ nhấn vào cái phần là dịch vụ thẻ nè. Các bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là thẻ ghi nợ nè. Các bạn nhấn vào thẻ ghi nợ nè. Các bạn nhấn vào chữ là mở thẻ mới nè, các bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì các bạn nhấn vào cái chữ đó là mở thẻ ghi nợ nè, các bạn nhấn vào đây. Rồi. Xong sau đó thì các bạn chạm vào cái chữ đó là e-partner chip nè. Các bạn mở thẻ này thì nó sẽ là miễn phí nha. Các bạn nhấn vào đây nè, phần e-partner chip nè. Và các bạn nhấn vào chữ là mở thẻ này nè, các bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì các bạn kéo từ từ xuống phía dưới. Và các bạn lựa chọn cái phần mà các bạn sẽ nhận thẻ này ở tại cái chi nhánh. Ở phần vừa nãy là có cái chi nhánh để mà các bạn nhận thẻ đó. Thì nếu mà các bạn nhận tại cái chi nhánh đó thì nó sẽ là miễn phí. Nếu mà chọn địa chỉ nhà riêng thì nó sẽ cho các bạn chỉnh sửa được. Các bạn nhìn là địa chỉ nhận thẻ nè. Nếu như mà địa chỉ này không đúng thì các bạn nhấn vào cái địa chỉ này và các bạn chọn là nhập địa chỉ mới vào đây. Nhập địa chỉ mới. Đó, và các bạn nhập cái tên số đường. Các bạn nhập tên đường, tỉnh, thành phố, quận, huyện và cái chi nhánh quản lý thẻ của bạn. Chi nhánh quản lý thẻ của bạn rồi bạn nhấn vào cái phần là tôi đồng ý ở đây rồi các bạn nhấn tiếp tục. Còn ở đây như mình thì mình lựa chọn là tại chi nhánh. Rồi xong sau đó chọn tại chi nhánh. Xong rồi các bạn kéo từ từ xuống phía dưới. Xong sau đó thì các bạn chọn chi nhánh quản lý thẻ nè. Các bạn nhấn vào đây. Của mình là chọn tỉnh. Các bạn là tỉnh nào thì các bạn chọn tỉnh đó nha. Xong sau đó thì các bạn nhấn vào chữ là tôi đã hiểu. Đọc tham khảo. Rồi xong sau đó thì các bạn nhấn vào chữ tiếp tục ở đây. Xong sau đó thì các bạn nhấn vào xác thực gương mặt của bạn thêm một lần nữa để hoàn thành cái giao dịch này nha. Rồi xong sau đó thì nó sẽ gửi về cho các bạn một cái mã OTP để các bạn xác thực và các bạn nhấn vào cái mã xác thực này nha. Xong sau đó thì các bạn nhấn xác nhận và hoàn tất. Rồi xong sau đó thì nó báo là các bạn đã gửi yêu cầu cái phát hành thẻ này thành công rồi nè.
trong thời gian mà chúng ta chờ nó gửi cái thẻ vật lý cho chúng ta thì các bạn sẽ trải nghiệm cái thẻ phi vật lý của nó nha. Nè, phí phát hành là các bạn thấy không, không đồng này nha. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn tạo cái tài khoản và đăng ký cái thẻ ATM Vietinbank iPay ở trên điện thoại. Nếu như mà các bạn đang có mong muốn mua bất kỳ một món phụ kiện công nghệ nào đó thì các bạn hãy truy cập ngay vào trong cái phần mô tả hoặc là bình luận của video này để các bạn mua hàng và ủng hộ kênh Gà Công Nghệ ngày càng phát triển hơn nha. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.